chào quý khán giả đang đến với chuyên mục An ninh Tây Ninh kỳ này. Như thường lệ, kính mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin nổi bật về an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sống ven sông. Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Phóng sự Công an Tây Ninh đảm bảo an toàn hội yến Diêu Trì Cung. Chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2024-2027. Ngày 15 tháng 9, Chi đoàn Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh phối hợp Đội Cảnh sát Đường Thủy tổ chức hoạt động tặng quà chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sống ven sông Vàm Cỏ. Tại trụ sở Đội Cảnh sát Đường Thủy, 100 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống đã được trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn sống ven sông, khu vực phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Dịp này, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông cũng tuyên truyền nhắc nhở người dân sống ven sông chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, đặc biệt không sử dụng rượu bia để điều khiển phương tiện giao thông. Nhằm nâng cao việc chấp hành luật giao thông của người dân và góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, đầu năm học mới, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền an toàn giao thông năm 2024 với chủ đề An toàn giao thông, hạnh phúc của mỗi gia đình trong thời gian từ ngày 16 tháng 9 đến 23 tháng 9 tại 6 điểm trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Tại chương trình, các em học sinh được nghe Thiếu tá Cao Thanh Vũ, cán bộ tuyên truyền Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh tuyên truyền về quy tắc an toàn giao thông, cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông và phát tờ rơi tuyên truyền về luật giao thông cho các em học sinh và các tiết mục văn nghệ hát múa như Đèn đỏ, Hãy dừng xe lại, Tuổi trẻ với an toàn giao thông, Từ một ngã tư đường phố. Các tiết mục biểu diễn xoay quanh chủ đề an toàn giao thông, hạnh phúc của mỗi gia đình, phần hỏi đáp về luật an toàn giao thông đã góp phần nâng cao, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Ngày 15 tháng 9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Công an huyện Bến Cầu bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoài Phong, 33 tuổi, ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, để điều tra làm rõ hành vi đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Vào lúc 4 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2024, phát hiện đối tượng Phong đang tổ chức đưa TTB 22 tuổi, ngụ tỉnh Long An qua biên giới Campuchia. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh phối hợp tổ 369 Công an huyện Bến Cầu và đồn Công an Mộc Bài bắt giữ. Qua làm việc, đối tượng Phong khai nhận lợi dụng khu vực biên giới và thấy việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia thu được nhiều lợi nhuận, nên từ tháng 8 năm 2024 đến nay, Phong đã cấu kết với một người Campuchia tên Siêu để đưa những người không có đủ giấy tờ hợp lệ sang Campuchia trái phép. Hàng ngày, Phong sẽ phụ trách việc đưa đón và rước người có nhu cầu đưa sang Campuchia, sau đó giao lại cho Siêu và Phong lấy phí là 3 triệu 500 ngàn đồng một người. Trung bình mỗi ngày, Phong đưa đón rước từ 3 đến 10 người. Trước khi bị lực lượng chức năng bắt, Phong đã đưa đón rước thành công 3 người qua Campuchia. Hiện vụ việc được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh cùng Công an huyện Bến Cầu điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 9, Công an huyện Gò Dầu ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lúc 17 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2024, tại ấp 1 xã Bầu Đồn, Đội Cảnh sát Hình sự Ma túy Kinh tế huyện Gò Dầu phối hợp Công an xã Bầu Đồn kiểm tra phát hiện Siêu Thị Mỹ Linh, 31 tuổi, Nguyễn Minh Thuận, 22 tuổi, Trần Văn Tâm, 24 tuổi, cả ba cùng ngụ huyện Dương Minh Châu, Trương Hoài Bảo, 26 tuổi, Phạm Minh Tài, 17 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Dầu, Võ Minh Luân, 34 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, công an còn phát hiện Tâm đang cất giấu một bịch ma túy và một đoạn ống nhựa chứa ma túy. Luân và Tâm cho biết trước khi đến nhà Linh chơi, Luân, Tâm cùng với Đỗ Thị Mộng Trúc, 30 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, thị xã Trảng Bàng, đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Đỗ Ngọc Phú Quý, 33 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu. Công an khám xét nhà Quý, thu giữ thêm một chai nhựa gắn liền một ống thủy tinh màu trắng, bên trong có chứa ma túy. Tang vật công an thu giữ một bịch ma túy, hai đoạn ống nhựa chứa ma túy có tổng trọng lượng 2,47 gram, hai dụng cụ sử dụng ma túy.
test nhanh chất ma túy đối với Linh, Bảo, Tài, Thuận, Tâm, Luân, Trúc và Quý đều dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc, Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong những năm gần đây, với đặc tính vượt trội về mật độ năng lượng, công suất và tuổi thọ, trong khi thời gian sạc và chi phí bảo trì thấp, pin lithium đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình cháy nổ liên quan đến xe điện có xu hướng gia tăng, chủ yếu tập trung ở nhóm các loại xe máy điện, xe đạp điện. Để hạn chế tối đa việc cháy nổ của pin lithium-ion, người dân cần lưu ý một số vấn đề sau. Sử dụng pin lithium-ion của các nhà sản xuất uy tín, đáng tin cậy, đảm bảo sạc pin bằng bộ sạc đi kèm với thiết bị, tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất, không cho pin tiếp xúc với nước, bảo quản pin trong một khu vực an toàn, tránh để pin ở nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao. Đặc biệt, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Khi phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, phải ngừng sử dụng, tháo nguồn, đặt pin tránh xa các vật dụng dễ bắt lửa và mang đến trung tâm bảo hành để kiểm tra. Trong 3 ngày, từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2024. Đại lễ năm nay, tại Báo Ân Từ, Hội Thánh tổ chức trưng bày gần 120 gian quả phẩm hiến lễ, tổ chức diễu hành cổ tiên Múa Tứ Linh trước Báo Ân Từ đến Đền Thánh vào lúc 18:30 phút ngày 17 tháng 9 năm 2024. Đã có hàng trăm ngàn lượt tín đồ, người dân trong, ngoài tỉnh và nước ngoài đến dự lễ, tham quan tại nội ô Tòa Thánh và Viếng Núi Bà. Để đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Yến, Công an tỉnh Tây Ninh đã sớm xây dựng phương án, phân công lực lượng, dự kiến các tình huống phát sinh và biện pháp xử lý nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn hội Yến Diêu Trì Cung. Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân, tín đồ tham gia lễ hội, Công an Tây Ninh đã triển khai nhiều phương án để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tai nạn và xử lý vi phạm, phân luồng, điều tiết giao thông để chống ùn tắc ở các tuyến đường dẫn vào khu nội ô Tòa Thánh. Để phòng ngừa tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, thì phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã tham mưu cho ban giám đốc xây dựng cái kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các cái ngày lễ. Trong kế hoạch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông và Công an thị xã Hòa Thành, Công an huyện Dương Minh Châu, Công an thành phố Tây Ninh tùy theo đặc điểm tình hình trên địa bàn để bố trí lực lượng tại các cái giao lộ thực hiện công tác điều tiết giao thông. Đồng thời cũng bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến đường trọng điểm đến lễ hội. Bên cạnh đó thì phòng cảnh sát giao thông cũng đã xây dựng cái phương án chống ùn tắc giao thông để trong tình huống khi có xảy ra thì tùy theo mức độ sẽ có cái sự phối hợp giữa phòng cảnh sát giao thông và công an huyện Dương Minh Châu, công an thành phố Tây Ninh và công an thị xã Hòa Thành để bố trí lực lượng điều tiết giao thông để giải tỏa những cái trường hợp ùn tắc giao thông. Các khu vực diễn ra lễ như Đền Thánh, Báo Ân Từ, Giáo Tông Đường, các bãi đỗ xe, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như chuẩn bị phương án xử lý tình huống cháy nổ. Lực lượng cảnh sát hình sự và công an các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự và hướng dẫn các tín đồ, người dân di chuyển trật tự, tự phòng, tự quản tài sản cá nhân, nâng cao ý thức cảnh giác với tội phạm. Lễ hội Yến Diêu Trì Cung năm nay thì lực lượng công an tỉnh cũng huy động 3 cái tổ công tác đặc biệt 369 của tỉnh cũng như là các tổ công tác đặc biệt của công an các huyện, thị xã, thành phố là tăng cường tuần tra kiểm tra, nhất là tập trung ở khu vực đông người để phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp tội phạm cũng như đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Năm nay thì công an thị xã Hòa Thành đã tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ chiến sĩ nắm và tổ chức thực hiện. Công an thị xã Hòa Thành cũng tổ chức cho cán bộ sĩ trực 100% quân số, đồng thời huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Công an thị xã Hòa Thành cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
đặc biệt là tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng cái tình hình chức sắc tín đồ và người dân về dự lễ đông để thực hiện hành vi phạm tội như là móc túi, cướp giật. Tại các giao lộ xung quanh khu vực tòa thánh, lực lượng công an Tây Ninh đã có mặt từ rất sớm, triển khai rào chắn, phân luồng, điều tiết phương tiện tránh ùn tắc giao thông và bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh trật tự ở từng khu vực. Mấy anh công an đồ đó bảo vệ người dân rất tốt, qua đường này kia rồi cũng dẫn dắt bà con đi qua lại đồ rất tốt. Để hội yến được đảm bảo an toàn, vui tươi cho người dân, tín đồ tham gia dự lễ hội, từng cán bộ chiến sĩ công an Tây Ninh sẵn sàng trực chiến 100% quân số và đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông. Với những nỗ lực tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an tỉnh Tây Ninh đảm bảo an toàn tuyệt đối các chương trình diễn ra trong đại lễ và các hoạt động tham quan, du lịch của du khách tại núi Bà Đen, qua đó góp phần quan trọng tạo nên thành công của lễ hội, giúp quảng bá, xây dựng hình ảnh về du lịch của tỉnh Tây Ninh trong lòng du khách gần xa. Chuyên mục An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.